Nếu mọi người thích chơi bóng rổ và muốn làm beat thì đây là cách mọi người làm nè. Lấy tiếng banh làm nhịp rồi run bass. Nhiều người hỏi mình cách làm piano cho cái type beat trap hip hop á, có 3 điểm. Đầu tiên là cái velocity rất mạnh. Thứ hai là nốt ngắn staccato. Thứ ba là cái scale của nó, mình sẽ xài minor scale. Trống nè. Beat không. Woo! Vẫn là cái melody đó. Giọng ngừng không cay. Trên sân bọn tao như chơi bóng rổ. Gom hết lại mình sẽ được một con nhạc cực cháy cho mùa hè. Let's go. Đứng trên sân bọn tao như chơi bóng rổ. Cái ra lửa bọn tao như là dòng nên hơi nóng cổ. Không cần phải son dù là nắng hay là mưa, nó đang rơi từng đốm nhỏ. Biết được trạng thái có COVID cần người lái. Đây là lại hơi làm sao ấy. Ê, hơi tốn cỏ, yeah thôi, đóng sổ. Khe ra lửa bọn tao như là dòng nên hơi